guys, welcome to our new lesson today. Hôm nay cô rất là vui khi gặp lại các em trong bài học mới ngày hôm nay nhé. Bài học ngày hôm nay chúng ta cùng nhau ôn lại nội dung của phần từ vựng và phần ngữ pháp của unit 13 SEA game lần thứ 22. Vậy trong phần đầu tiên chúng ta quay lại với phần từ vựng. Vậy bài học hôm trước thầy Ri có hướng dẫn các em đến với phần từ vựng của bài số 13 bằng cách là chúng ta trả lời một số câu hỏi who, what, how. Vậy hôm nay chúng ta cùng nhau quay lại những từ vựng mà chúng ta đã học trong bài trước các em nhé. Who là ai liên quan đến SEA Games lần thứ 22. Vậy chúng ta đi vào từ đầu tiên, participant. Vậy từ này có nghĩa là người tham gia. Vậy đồng nghĩa ở đây là contestant or competitor. Chúng ta chú ý dấu nhấn của những từ này. Từ tiếp theo sẽ là sportman. Và từ đồng nghĩa của chúng ta đã là athlete, là vận động viên thi đấu. Từ tiếp theo là winner. Winner từ đồng nghĩa của chúng ta là victor, a champion Và là người chiến thắng Và referee Referee ở đây là trọng tài Từ đồng nghĩa của chúng ta là umpire Và từ tiếp theo của chúng ta Đó là support enthusiast Sport enthusiast Nghĩa là người đam mê thể thao Và chúng ta có thể gọi là fan Chúng ta tiếp tục đến cái từ số 6 Spectator là khán giả Và Khán giả này là chúng ta chỉ đến những khán giả xem ở sân vận động. Và chúng ta còn có hai từ khán giả nữa, đó là viewer và audience. Vậy chúng ta lưu ý là cách dùng của hai từ này khác nhau các em nhé. Viewer là khán giả mà xem truyền hình, các em đang xem cô giảng bài vào chiều hôm nay thì các em là viewer. Và audience là khán giả thính phòng. Chúng ta tiếp tục đến với từ tiếp theo đó là countrymen, có nghĩa là đồng bào. Vậy những gì liên quan đến SEA Games lần thứ 22, chúng ta cùng nhau trả lời câu hỏi what Và stadium stadium là sân vận động và từ đồng nghĩa ở đây là sport venue từ tiếp theo là podium podium có nghĩa là các bục chúng ta bước lên nhận giải thưởng và title là danh hiệu từ tiếp theo của chúng ta là prize prize có nghĩa là giải thưởng và trong thể thao và trong bóng đá thì chúng ta thấy chúng ta có những giải thưởng là gold medal silver medal bronze medal Chúng ta đến với từ thứ 5, Facility, Facility là các trang thiết bị Và từ số 6, Solidarity là sự đoàn kết Vậy SEA Games lần thứ 22 diễn ra như thế nào? Thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu một số tính từ trong bài số 13 các em nhé Vậy chúng ta cùng nhau đến với nhau từ số 1 Outstanding có nghĩa là nỗ trội Vậy từ đồng nghĩa là Remarkable and Excellent và chúng ta tiếp tục đến cái từ số 2, energetic có nghĩa là năng động và từ đồng nghĩa của chúng ta là enthusiastic và tính từ tiếp theo đã là intensive từ đồng nghĩa là concentrated từ này có nghĩa là tập trung chuyên sâu và trong bài đọc này chúng ta còn có một số free service rất là quan trọng và chúng ta cùng nhau ôn lại các em nhé cụm từ đầu tiên là carry out có nghĩa là do something chúng ta thực hiện hoặc làm một cái gì đó. Cụm từ tiếp theo đó là be composed of. Đồng nghĩa sẽ là consist of, be made of, of có nghĩa là bao gồm. Chúng ta tiếp tục đến với một cụm từ nữa là take part in or participate in. Vậy cụm từ này có nghĩa là tham gia. Chúng ta đến với cụm từ cuối cùng đó là compete in high spirit nghĩa là chúng ta thi đấu với tinh thần rất là cao. Vậy cô và các em vừa mới ôn lại tất cả những từ và cụm từ quan trọng trong bài đọc số 13 bây giờ để giúp các em nhớ kỹ hơn, sâu sắc hơn thì chúng ta cùng nhau đến với lại bài tập nhỏ các em nhé. Bài tập đầu tiên của chúng ta gồm có 4 câu, đây là một bài tập trắc nghiệm. Bây giờ chúng ta cùng nhau đi vào từng câu một. Câu số 1 của chúng ta Vậy khi nhìn vào cao số 1 thì chúng ta thấy là uh, example ở đây là danh từ, vậy phía trước sẽ là một tính từ. Và chúng ta nhìn xuống 4 đáp án chúng ta thấy tất cả đều là tính từ hết. Và intensity là có nghĩa là chuyên sâu, peaceful là hòa bình, yên bình, energetic là năng động, outstanding có nghĩa là nổi trội, nổi bật. Vậy chúng ta sẽ xác nghĩa của câu này. Việt Nam đã đăng cai tổ chức SEA Games lần thứ 22 thành công thì được xem như là một ví dụ tiêu biểu điển hình cho các nước noi theo, đặc biệt là về tính chân thật, sự kiên định và phương pháp tổ chức và đáp án của chúng ta trong câu này sẽ là đáp án D. Chúng ta tiếp tục đến với câu số 2. Quan sát câu số 2 thì chúng ta thấy ở đây là hu là thay thế cho một danh từ chỉ người đứng phía trước và động từ của chúng ta là động từ were vậy là động từ số nhiều và trong này phương án của chúng ta chọn phải là phương án C chúng ta tiếp tục đến với câu số 3 vậy trong câu số 3 này chúng ta để ý thì chúng ta sẽ cần một động từ và phương án A comes down có nghĩa là giảm xuống Set up là thiết lập test play là diễn ra brings about làm gai ra vậy câu thứ ba chúng ta tạm dịch như sau. SEA Games diễn ra 2 năm một lần với 11 nước Đông Nam Á tham dự. Vậy phương án của chúng ta là phương án C. Chúng ta tiếp tục đến với câu số 4. Vậy trong câu số 4 này thì trước khi đi kiểm tra nghĩa thì chúng ta xem loại từ ở đây chúng ta cần là gì. Vậy solidarity là một danh từ and fair play, fair play ở đây là một cụm danh từ. Vậy thì vị trí chúng ta cần điền vào ở đây sẽ là một danh từ. Vậy chúng ta cùng phân tích các phương án. Phương án A, on it là tính từ, onity là danh từ, honestly là trạng từ và dishonest là tính từ trái nghĩa. Vậy đáp án của chúng ta trong câu này là đáp án B. Và câu này tạm dịch như sau. Thay mặt cho trọng tài và các ca vận động viên thi đấu thì họ đã đọc lời tuyên thệ đoàn kết, trung thật và chơi đẹp. Và chúng ta vừa hoàn thành xong một bài tập nhỏ ôn về phần từ vựng. Cô mong rằng là bài tập này sẽ giúp cho các em nhớ sâu hơn về các từ quan trọng trong bài số 13 các em nhé. Bây giờ chúng ta tiếp tục đến phần ôn tập số 2, phần ngữ pháp. Vậy trong phần ngữ pháp này thì chúng ta cùng nhau ôn lại các dạng so sánh. Chúng ta đã học trong chương trình trước và một dạng so sánh mới đó là so sánh kép. Vậy chúng ta cùng nhau đến với từng phần các em nhé. Vậy chúng ta cùng đến với lại dạng so sánh đầu tiên đó là so sánh bằng vậy trong so sánh bằng chúng ta nhớ cho cô cấu trúc như sau s tính từ trạng từ s nếu không bằng thì chúng ta sẽ dùng not s hoặc là so tính từ trạng từ s và chúng ta nhớ dấu hiệu nhận biết trong so sánh bằng sẽ là s và bây giờ chúng ta đến với dạng so sánh thứ hai đó là so sánh hơn vậy trong so sánh hơn thì chúng ta lưu ý là tính từ ngắn và tính từ dài tính từ ngắn là một âm tiết vậy chúng ta lấy tính từ thêm ER và cộng với tên vậy so sánh hơn đối với tính từ dài thì tính từ dài là tính từ hai âm tiết trở lên và chúng ta sẽ thêm more phía trước tính từ cộng với tên và chúng ta có một lưu ý nhỏ đó là đối với những tính từ mà hai âm tiết nhưng tận cùng là y dài o v l A và A, r thì chúng ta xem nó như là tính từ ngắn và chúng ta sẽ thêm A, r vào và chúng ta tiếp tục đến với một dạng so sánh tiếp theo đó là so sánh nhất. Vậy so sánh nhất đối với tính từ hoặc trạng từ ngắn thì chúng ta sẽ có cấu trúc như sau. The cộng tính từ và thêm ASD vào tính từ hoặc trạng từ ngắn đó. Và đối với tính từ hoặc trạng từ dài thì chúng ta sẽ dùng là the most cộng với tính từ dài. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ có một vài tính từ à, bất quy tắc. Chúng ta cùng nhau theo dõi đi ôn lại các em nhé. À, tính từ và trạng từ good, well và so sánh hơn sẽ là better, so sánh nhất sẽ là the best. Đối với từ số 2, bad, badly, vậy so sánh hơn sẽ là worse, so sánh nhất sẽ là the worst. Từ số 3 là far, vậy so sánh hơn sẽ là farther hoặc là further, so sánh nhất sẽ là the farthest of the furthest. Vậy riêng từ này chúng ta thấy là chúng ta có hai từ trong so sánh hơn và so sánh nhất. Vậy thì nếu như nói về khoảng cách xa hơn thì chúng ta sẽ dùng farther và nói về thông tin nhiều hơn thì chúng ta sẽ dùng cụm là further information. Chúng ta lưu ý điểm khác nhau này các em nhé. Chúng ta tiếp tục đến với từ số 4. Và từ số 4 ở đây là old. Và so sánh hơn sẽ là older hoặc là elder và so sánh nhất sẽ là the oldest hoặc là the eldest. Và chúng ta lưu ý là older là chúng ta dùng để nói về là già trẻ. Ví dụ như già hơn thì chúng ta sẽ dùng older. Còn elder thì chúng ta nói về thứ tự cấp bậc. Nếu như cô muốn nói là chị gái thì cô sẽ dùng elder sister hoặc là chị cả thì cô sẽ dùng là the elder sister. Chúng ta lưu ý sự khác nhau này các em nhé. Từ số 5, little, so sánh hơn sẽ là less, so sánh nhắc the least. Và từ tiếp theo là much, many, và so sánh hơn sẽ là more, và so sánh nhắc sẽ the most. Và sau đây chúng ta cùng nhau đến với một bài tập nhỏ, đó là cho hình thức so sánh hơn và so sánh nhất của những từ trong bảng của cô các em nhé. Vậy, chúng ta đi vào từ thứ nhất, high. Và khi chúng ta phát âm lên thì chúng ta có nghe có một âm tiết. Vậy so sánh hơn chúng ta sẽ thêm er, higher. Và so sánh nhất thì chúng ta sẽ thêm AST cuối từ. The height. Từ số 2 là fat. Vậy fat ở đây là khi phát âm cũng một âm tiết. Vậy đó là một tính từ ngắn. Nhưng từ fat ở đây là chúng ta thấy từ này là có phụ âm, nguyên âm phụ âm. Vậy theo nguyên tắc chúng ta sẽ gấp đôi phụ âm cuối là fatter, the fastest. Chúng ta tiếp tục đến với từ số 3 là trạng từ active. Khi chúng ta phát âm chúng ta nghe có ba âm tiết vậy ở đây là một trạng từ dài. Vậy so sánh hơn sẽ là more active. và so sánh nhất của chúng ta sẽ là the more active chúng ta tiếp tục đến với từ số 4 intelligent ở đây là một tính từ và tính từ có bốn âm tiết và tính từ dài và so sánh hơn là more intelligent và so sánh nhất sẽ là the most intelligent chúng ta đến với từ số 5 từ số 5 ở đây là heavy heavy thì chúng ta phát âm chúng ta nghe hai âm tiết nhưng tận cùng là y dài thì được xem là tính từ ngắn chúng ta dùng so sánh hơn là chúng ta sẽ đổi y dài thành y ngắn và thêm er heavier và so sánh nhất của chúng ta là the heaviest. và từ số 6 narrow narrow chúng ta phát âm cũng nghe hai âm tiết nhưng tặng cùng là o với đức vậy là được xem là tính từ ngắn và đối với tính từ ngắn thì chúng ta sẽ thêm er narrower và so sánh nhất là the narrate. và chúng ta cùng nhau đến với dạng so sánh tiếp theo là double comparison là so sánh kép. Vậy trong so sánh kép này thì chúng ta có hai dạng, đó là so sánh lũy tiến và so sánh đồng tiến. Vậy so sánh lũy tiến là mô tả một sự việc ngày càng phát triển về số lượng và chất lượng của cùng một tính từ hoặc trạng từ. Và dạng so sánh thứ hai là so sánh đồng tiến là mô tả hai sự vật, hai sự việc thay đổi cùng cấp độ của hai tính từ hoặc là hai trạng từ khác nhau. Bây giờ chúng ta đi vào cấu trúc và ví dụ để chúng ta hiểu kỹ hơn về À, cấu trúc của dạng so sánh này các em nhé. Bây giờ đối với so sánh lũy tiến của cùng một tính từ ngắn thì chúng ta lái so sánh hơn của tính từ đó gấp đôi lên, có nghĩa là so sánh hơn and so sánh hơn của từ đó lên. Ví dụ, lang is getting faster and faster và lang càng ngày càng trở nên mập và ở đây cô so sánh kép của tính từ fat và cô dùng faster and faster. Vậy đối với tính từ hoặc trạng từ dài thì Chúng ta dùng là more and more cộng với tính từ hoặc trạng từ dài. Chúng ta cùng nhau theo dõi ví dụ. Corona epidemic is more and more uncontrolled. Và câu này tạm dịch như sau. nặng dịch corona thì ngày càng ngày khó kiểm soát. Vậy ở đây cô muốn so sánh kép của tính từ uncontrolled. Và chúng ta cùng nhau đến với dạng so sánh tiếp theo. Đó là so sánh đồng tiếng là so sánh hai sự vật sự việc thay đổi cùng cấp độ vậy chúng ta cùng nhau quan sát cấu trúc và ví dụ của cô các em nhé và đối với trạng từ hoặc là tính từ ngắn thì chúng ta sẽ dùng the so sánh hơn the so sánh hơn ví dụ the older i get the happier i am vậy tôi càng già thì cô tôi càng trở nên hạnh phúc tính từ hoặc trạng từ dài thì chúng ta sẽ dùng the more cộng tính từ hoặc trạng từ dài cộng sv và the more cộng tính từ hoặc trạng từ dài cộng sv chúng ta cùng theo, theo dõi ví dụ của cô các em nhé the more responsibility we take part in in public the more quickly coronavirus infection becomes vậy chúng ta tham gia vào cộng đồng càng thiếu ý thức thì sự nhiễm virus corona càng tăng nhanh vậy cô và các em cùng nhau ôn lại các dạng so sánh. Bây giờ chúng ta cùng nhau đến với những bài tập nhỏ. Bài tập số 1 của cô gồm có 4 câu. Bây giờ chúng ta đi vào từng cao các em nhé. Vậy trong câu số 1 thì chúng ta nhìn thấy động từ. Ở đây động từ become. Vậy chúng ta thường nghiêng về việc là so sánh kép. Bây giờ trong nhìn bốn đáp án thì chúng ta thấy so sánh kép của tính từ noisy. Vậy noisy ở đây là một tính từ bất quy tắc. Nên chúng ta sẽ gấp đôi so sánh hơn của tính từ này lên. Là noisier and noisier. Vậy đáp án của chúng ta trong câu này là đáp án C. Chúng ta tạm dịch như sau: Đám đông càng ngày càng trở nên ồn ào. Chúng ta tiếp tục đến với câu số 2. Và khi chúng ta nhìn vào câu số 2 chúng ta thấy có bốn phương án. Vậy trong đó chúng ta sẽ loại được hai phương án đó là phương án C và phương án D về sử dụng so uh, sánh nhất the hot state, the most. Vậy chúng ta còn lại phương án A và B. Vậy như theo như cấu trúc thì chúng ta thấy ở đây chúng ta cần À, so sánh hơn SV và so sánh hơn SV. Vậy đáp án của chúng ta sẽ là đáp án B. Và câu này tạm dịch như sau. Anh ấy trải qua một năm ở Ấn Độ và rất thích thức ăn cay. Vậy thức ăn càng nóng thì anh ấy càng thích. Chúng ta tiếp tục đến với lại đáp câu số 3. Vậy nhìn câu số 3 thì chúng ta thấy động từ guest. Vậy ở đây chúng ta sẽ dùng so sánh kép của tính từ dài và đáp án của chúng ta trong câu số 3 này là phương án D. Và câu này tạm dịch nghĩa như sau: thật là càng ngày càng khó để hiểu những gì mà giáo sư giảng. Chúng ta tiếp tục đến với câu số 4. Như như trong câu số 4 thì chúng ta nhìn bốn đáp án chúng ta thấy ở đây là so sánh là một trong những Và chỗ trống của câu số 4 này là chúng ta sẽ cần một so sánh nhất. Vậy chúng ta sẽ loại được phương án B và phương án D. Chúng ta còn lại hai phương án là A và C và một trong những Vậy thì chúng ta sẽ chọn phương án của chúng ta là phương án C. Và cao số 4 chúng ta tạm dịch như sau. Đồng bằng sông Mê Công là một trong hai đồng bằng lớn nhất ở Việt Nam. Chúng ta tiếp tục đến với một dạng bài tập thứ hai. Đây là một dạng bài tập tìm lỗi sai và cần phải sửa lại. Và chúng ta lưu ý là bài tập này thường xuất hiện trong đề thi trung học phổ thông quốc gia. Và chúng ta chỉ tìm lỗi sai chúng ta không sửa còn hôm nay cô sẽ giúp các em chúng ta sửa lại để chúng ta hiểu lý do vì sao chúng ta chọn phương án đó chúng ta đến cái từng câu bây giờ chúng ta đi vào câu số 1 các em nhé nhìn vào câu số 1 thì chúng ta sẽ nhận ra ngay đó là công thức của so sánh kép đó là the so sánh hơn sv the so sánh hơn sv nhưng Phương án C ở đây là đang dùng so sánh nhất. Vậy chúng ta sẽ chọn phương án C và chúng ta sẽ sửa lại là the better. Vậy câu này tạm dịch là khách sạn mà càng đắt thì cái dịch vụ của nó càng tốt. Chúng ta tiếp tục đến với câu số 2. Vậy trong câu số 2 thì chúng ta dễ nhận dạng ra được đó là uh, từ then. Từ then ở đây là dấu hiệu nhận biết của so sánh hơn. Vậy chúng ta sẽ đi tìm thử trạng từ hoặc là chúng ta sẽ đi tìm thử trạng từ hoặc là tính từ trong cao câu số 2 này đó là từ less less ở đây chúng ta sẽ dùng cho danh từ đếm được số ít mà trong câu này members là danh từ đếm được số nhiều vậy thì ở đây chúng ta không thể dùng less được mà chúng ta sẽ dùng fewer vậy đáp án của chúng ta chọn trong câu này sẽ là đáp án a chúng ta sửa lại là fewer và câu số 2 tạm dịch như sau bởi vì là có ít thành viên có mặt tối hôm nay hơn là tối hôm qua nên chúng ta phải đợi. Chúng ta tiếp tục đến với cao số 3. Và nhìn cao số 3 thì chúng ta thấy cấu trúc của so sánh kép đồng tiếng. Thì chúng ta thấy là về cấu trúc là đúng. Và chúng ta sẽ xác từng phương án. Bây giờ chúng ta nhìn vào exercise ở đây là một động từ thường. Và chúng ta phải cần một trạng từ. Vậy phương án của chúng ta ở đây sẽ là phương án A sẽ là đáp án đúng và chúng ta sẽ tạ, sửa lại là frequently. Và câu số 3 của chúng ta tạm dịch như sau, bạn tập thể dục thường xuyên thì độ dẻo dai của cơ thể của bạn càng nhiều. Chúng ta tiếp tục đến với câu số 4. Quan sát câu số 4 thì chúng ta thấy từ đầu tiên it is talk that thì đúng. The duties of a policeman và the duties of nhiệm vụ của các cảnh sát of ở đây đúng. Vậy o, chúng ta theo dõi o ở đây sẽ là động từ to be chia ở số nhiều Vậy thay thế cho danh từ duties phía trước Vậy phương án C đúng Vậy phương án D của chúng ta sẽ là phương án sai Chúng ta cần phải chọn Vậy that ở đây sẽ thay thế cho danh từ số ít đứng trước nó Và ở đây là duties là danh từ số nhiều Nên chúng ta sẽ thay thế bằng từ those Và câu số 4 tập dịch như sau người ta nghĩ rằng nhiệm vụ của cảnh sát thì nguy hiểm hơn nhiều so với lại nhiệm vụ của giáo viên. Và chúng ta đã qua hai bài tập ôn lại các dạng so sánh. Bây giờ chúng ta cùng nhau đến với một bài tập tổng hợp của từ vựng và ngữ pháp các em nhé. Bài tập của cô gồm rất là nhiều dạng. Thứ nhất là về phát âm, trọng âm, đồng nghĩa, trái nghĩa, kiểm tra về từ vựng, ngữ pháp và có 12 câu bây giờ chúng ta cùng nhau đi vào từng câu một. Và chúng ta cùng nhau đi đến với những câu đầu tiên đó là bài tập về phát âm. Vậy chúng ta quan sát câu số 1 ở đây là gạch chân à âm y. Vậy thì chúng ta sẽ đọc từng đáp án. Title. Vậy ở đây là y này được phát âm là i. silver y. Spirit, y. Include, y. Vậy trong câu số 1 này đáp án chúng ta chọn sẽ là đáp án A. Và chúng ta đến với câu số 2. Vậy câu số 2 này là cách phát âm của những động từ tận cùng là ED. Lý thuyết thì chúng ta đã được học trong unit 2. Bây giờ chúng ta dễ nhận dạng ra được đáp án A. Chúng ta sẽ đọc là finite. Và B chúng ta sẽ đọc là carried. Và C repaired. Và phương án D của chúng ta ở đây chúng ta lưu ý là âm ps và âm sờ này được nằm giữa hai nguyên âm là âm o và âm e thì sẽ được đọc sẽ được đọc nhẹ lại và chúng ta sẽ đọc là composer và composer thêm AD chúng ta sẽ đọc là được vậy đáp án của chúng ta trong câu này sẽ là đáp án a chúng ta tiếp tục đến với hai câu về trọng âm vậy phương án a chúng ta đọc là creative chúng ta nhấn âm thứ hai và câu C silver. Câu D là athlete. Riêng câu B là chúng ta sẽ có hai cách đọc. Đó là nếu như mà động từ thì chúng ta sẽ nhấn âm thứ nhì và danh từ thì chúng ta sẽ nhấn âm thứ nhất. Nhấn âm thứ nhất record. Và đáp án của chúng ta trong câu này là đáp án A. Tiếp tục câu số 4. Câu số 4 thì những từ này chúng ta đã được on trong phần trước. Đáp án A. Enthusiast. Nhấn âm thứ nhì B. Spectator Nhấn âm thứ nhì C. Competitor Chúng ta nhấn âm thứ nhì Và referee Chúng ta nhấn âm thứ ba Vậy thì đáp án của chúng ta trong câu số 4 sẽ là đáp án D Chúng ta lưu ý những uh, uh, từ mà tận cùng là E Thì chúng ta nhấn trên chính nó Chúng ta tiếp tục đến với câu số 5 Là một câu uh, đồng nghĩa Chúng ta chú ý close it Vậy nhìn vào câu số 5 thì chúng ta thấy là bốn phương án của chúng ta có nghĩa như sau. Exhaustive là mệt, charitable, từ thiện, remarkable là nổi trội tiêu biểu và widespread phổ biến. Vậy thì trong câu này chúng ta chú ý nghĩa của câu này. Chính phủ Việt Nam thì đang thực hiện những biện pháp nổi trội để khống chế nạn dịch virus corona. Vậy thì ở đây đáp án của chúng ta trong câu này sẽ là đáp án C. Outstanding đồng nghĩa với là remarkable. Chúng ta tiếp tục đánh với câu số 6 là một câu trái nghĩa. Chúng ta lưu ý từ opposite. Vậy phương án A của chúng ta put up là chúng ta có cụm từ put up a tent dựng lều. Put in có nghĩa là để đơn. Put on là mặc vào và put off là trì hoãn. Vậy câu số 6 chúng ta tạm dịch nghĩa như sau. Trung Quốc đã trở thành nước thứ ba trên thế giới Nước mà có thể độc lập thực hiện các, các hoạt động à, trong không trung. Vậy, carry out ở đây có nghĩa là thực hiện, làm gì. Vậy, trái nghĩa của nó sẽ là put out, trì hoãn. Vậy, chúng ta lưu ý về ngữ cảnh để chúng ta làm phần đồng nghĩa và trái nghĩa cho tốt các em nhé. Chúng ta tiếp tục đến với lại câu số 7. Câu này là cô muốn kiểm tra về nghĩa của từ. Vậy, enthusiast ở đây là à, người nhiệt tình. Economic là nhà kinh tế học. Commentator là nhà bình luận, worker là công nhân. Vậy câu số 7 tạm dịch là một người người mà luôn quan tâm đến một cái gì đó và dành nhiều thời gian cho nó. Vậy thì chúng ta sẽ chọn phương án của chúng ta là đáp án A. Và chúng ta cùng nhau đến với câu số 8. Vậy câu này cô muốn kiểm tra về loại từ cho các em. Vậy phương án A, energetic là một tính từ. B là một danh từ C trạng từ vì có đuôi ly Và D là một động từ Và chúng ta quan sát vị trí chỗ trống ở đây Trước chỗ trống là từ N Vậy trước N là young Young ở đây là một tính từ Vậy thì sau N cũng là một tính từ Đáp án trong câu số 8 là đáp án A Và câu số 8 tạm dịch như sau Người Việt Nam rất là hài lòng với những biểu diễn xuất sắc của các à, vận động viên vừa trẻ tuổi và vừa nhiệt tình chúng ta tiếp tục đến với lại cao số 9 với sự ủng hộ nhiệt tình của đồng bào thì các vận động viên của Việt Nam thi đấu với tinh thần rất là cao và cụm từ này cô đã dạy lại trong phần preserve compistic in high spirit và chúng ta chọn phương án của chúng ta trong câu này là đáp án đi chúng ta tiếp tục đến với câu số 10 dấu hiệu nhận biết trong câu số 10 của chúng ta ở đây là S và S chúng ta sẽ dùng so sánh bàn và chúng ta loại được hai phương án đó là phương án C và phương án D. Ở đây là so sánh hơn và chúng ta còn là AB. Vậy chúng ta kiểm tra ở đây chúng ta cần tính từ hay là trạng từ. Vậy trước chỗ trống là is e, động từ to be nên chúng ta cần tính từ. Nên phương án chúng ta chọn trong câu này chính là phương án A là đáp án của chúng ta trong câu số 10. Và câu số 10 tạm dịch như sau. Thịt lợn thì đắt gấp hai lần so với trước đây. Và trong câu số 10 này chúng ta thấy xuất hiện một dạng so sánh mới, đó là twice at expensive as, là so sánh gấp nhiều lần. Và chúng ta cùng nhau đến với cấu trúc này các em nhé. Nếu nửa lần thì chúng ta dùng half, một lần là once, hai lần là twice, ba lần là three times, bốn lần là four times. Và từ ba lần trở đi thì chúng ta sẽ dùng số đếm cộng với twice. Vậy so sánh gấp nhiều lần thì chúng ta sẽ nhớ lần chúng ta dùng số lần cộng với so sánh bằng Chúng ta cùng nhau quan sát ví dụ của cô. The bicycle costs three times as much as the other one. Và chiếc xe này đắt gấp 3 lần so với chiếc xe kia. Vậy chúng ta lưu ý ở đây là chúng ta dùng là three times cộng so sánh bằng của từ much. Hoặc là ví dụ tiếp theo, Mary ties twice as fast as I do. Mary đánh máy nhanh gấp hai lần tôi. Vậy hai lần ở đây cô sẽ dùng twice cộng với lại so sánh bằng của từ fast as fast at. Chúng ta lưu ý cấu trúc so sánh gấp nhiều lần này vì cao này thường gặp trong đề thi trung học phổ thông quốc gia. Bây giờ chúng ta cùng nhau đến với câu số 11 các em nhé. Đây là một dạng là bài tập là tìm cao đồng nghĩa so với câu đã cho. Vậy câu số 11 này tạm dịch như sau. Không một ai trong đội bóng này có thể chơi tốt hơn John. Vậy chúng ta lưu ý là trong câu đã cho mà dùng no one no body cộng với là so sánh không hơn vậy phương án chúng ta chọn sẽ là so sánh nhất vậy chúng ta nhìn chúng ta dễ dàng thấy là phương án d sẽ là à, phương án so sánh nhất và đáp án của chúng ta chọn trong câu này là đáp án d John là một cầu thủ mà chơi xuất sắc nhất trong đội chúng ta tiếp tục đến với lại câu số 12 if you practice harder you will have better results. Và câu số 12 của chúng ta tạm dịch. Nếu bạn luyện tập chăm chỉ hơn thì bạn sẽ có kết quả tốt hơn. Và trong này chúng ta sẽ thấy được à, trạng từ harder và tính từ better. Và đang dùng ở so sánh hơn. Vậy chúng ta lưu ý là chúng ta sẽ nghĩ ngay đến cấu trúc của so sánh kết đồng tiếng của hai tính từ hoặc là hai trạng từ. Vậy chúng ta loại được cho cô phương án A và phương án C. Chúng ta còn là hai phương án là B và D. Và theo nghĩa chúng ta sẽ chọn phương án B. Bạn luyện tập càng chăm chỉ thì kết quả của bạn sẽ càng tốt. Vậy cô và các em vừa ôn lại unit 13 phần từ vận và phần ngữ pháp. Cô mong rằng là những gì chúng ta học hôm nay sẽ giúp ích cho chúng ta nhiều trong phần ôn tập ở nhà các em nhé và một phần chúng ta không thể quên được đó là bài tập về nhà. Chúng ta ôn lại unit 10, 11, 12, 13 để chúng ta có một tiết học tốt hơn vào hôm sau các em nhé. Và tiết học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Xin trân trọng cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.